Hello mọi người, các công xin chào mọi người. Chắc hẳn đã bạn đã từng nghe về vụ 11 tháng 9 rất là nổi tiếng của bên Mỹ đúng không ạ? Máy bay lao vào tòa chung cư và rất nhiều người chết. Vâng, hôm nay có một tin chấn động, một tin rất là hot, cũng tương tự như vậy và xảy ra ở Mỹ các bạn ạ. Đó là máy bay đâm vào chung cư ở Mỹ, tất cả hành khách thiệt mạng. Nguồn báo người lao động. Một chiếc máy bay một động cơ lao vào tòa nhà chung cư ở New Hampshire, Mỹ, khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng. Một ngọn lửa cao tới hơn 12 mét đã bùng lên trong không khí sau vụ tai nạn xảy ra gần sân bay Dylan Hopkins tại thành phố Kent. Chính quyền thành phố Kent cho biết trong một tuyên bố đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay gần sân bay Kent. Chiếc máy bay đâm vào một chung cư gần nhà nguyện Hope. Không có thương vong đối với những người đang sống trong chung cư. Tuy nhiên, những người trên máy bay đều thiệt mạng. Chúng tôi đã thông báo với Cục Hàng không Liên bang FAA. Các thông tin khác sẽ được thông báo sau, tuyên bố cho biết. Ngọn lửa cao tới 12 mét bùng lên sau vụ tai nạn xảy ra gần sân bay Dylan Hopkins. Kênh WHK DH Mỹ đưa tin chiếc máy bay đâm vào tòa nhà có thể là loại máy bay Beechcraft series một động cơ. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay vào thời điểm đó. Theo trang WCVB Mỹ, tai nạn xảy ra tại địa điểm cách đầu phía bắc của đường bay sân bay Kent Dylan Hopkins chưa đầy 1 km vào khoảng 6 giờ 55 phút tối ngày 21 tháng 10 giờ địa phương. Người dân cho biết một chiếc máy bay đã đâm vào một kho chứa đồ. We have some new video now that just came into the WBZ news. Một kho chứa đồ bốc cháy cạnh một tòa chung cư nhỏ có chung bãi đậu xe với nhà nguyện Hope. Họ cho biết tất cả cư dân đã ra ngoài an toàn. Ông Robin Gunman nói thật đáng sợ, tôi đang ngồi trên ghế thì nghe thấy tiếng nổ lớn và sau đó ngôi nhà rung chuyển. Ông Scott Gauthier nói tôi chỉ kịp mặc đồ đàng hoàng rồi lao ra ngoài. Lửa đã lan vào mái nhà và khắp phía sau. Theo FAA, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra để xác minh số đăng ký của chiếc máy bay tại hiện trường. FAA cho biết danh tính của những người liên quan đến vụ máy bay chưa được tiết lộ, trang New Hawking dẫn lời. Dạ, các câu đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.